OK, hello, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh ITP Club Channel. Đến với video nhận định thị trường hàng ngày cùng với em Xuân Thủy. Chúc cả nhà mình có một buổi chiều tối tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc và nhiều năng lượng bên gia đình. Và cũng như thông qua video nhận định thị trường của em, thì anh chị em mình sẽ có thêm những góc nhìn về thị trường, có thêm những chiến lược phù hợp để tham gia đầu tư với thị trường chứng khoán trong những ngày sắp tới. Anh chị em tham gia video của em thì giúp cho em những lượt like, lượt chia sẻ và À, lượt đăng ký kênh anh chị nhé Và nếu anh chị thấy video của em Thủy hữu ích Thì anh chị đừng quên comment những trái tim màu tím ở phần bình luận nhé Và sau đây Kính mời anh chị cùng nhìn về thị trường Sau phiên giao dịch ngày hôm nay Ngày 7 tháng 3 Năm 2024 Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay Thì hiện tại điểm số của index đang là 1268.46 đã tăng được so với phiên ngày hôm qua Là 5,73 điểm tương ứng với 0,45% và mốc thanh khoản ngày hôm nay lại mà là mốc cái thanh khoản là 1 tỷ đô anh chị nhá với uh, cái khối lượng thanh khoản đạt được đó là 25.084,13 tỷ và nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại là một cái phiên có xu hướng đó là bán dòng với tỷ trọng đó là 152,43 tỷ và cùng nhìn về điểm số của thị trường thì uh, hiện tại bên cơ sở nó Vietnam Index đang với cái điểm số là 1268,46. Bên nhóm VN30 với điểm số là 1276.56 thì VN30 cũng tăng được là 5,49 điểm tương ứng với 0,43%. Bên nhóm phái sinh với điểm số là 1.273,4, phái sinh tăng được 6,6 điểm và tương ứng với 0,52%. Mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về biến động thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Ngày 7 tháng 3 năm 2024 Và nhìn về bản đồ nhiệt trên thị trường Thì quý anh chị có thể nhận ra rằng Ngày hôm nay một phiên giao, giao dịch tích cực của thị trường nữa Đó thể hiện qua được những sắc xanh trên bản đồ nhiệt Anh chị nhá bên cạnh đó Thì vẫn còn những cái mã màu vàng và màu cam đó. Những mã màu đỏ à, thì đã ít đi rất nhiều Và à, bao phủ thị trường ngày hôm nay Đó là một màu xanh đó, Rất tích cực và hiện tại trên thị trường đang có 253 mã tăng, 219 mã giảm và 85 mã ở mốc tham chiếu. Nhìn về cái chiều tác động tới điểm số của Vietnam Index sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì trong chiều tác động tích cực thì quý anh chị có thể nhận ra rằng đến từ những cái mã như là Masan, DGC, BCM, FPT, PLX, BVH, HPG và Vix, đó là những mã tác động đến sự tích cực của thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Nói đến chiều ngược lại đó là những cái mã mà tác động đến sự rung à, lắc cũng như là à, giảm điểm. Đó đã có mốc mà đã có lúc mà à, bị điều chỉnh xuống cái mốc à, 1260.24 thì à, những tác nhân gây nên cái sự rung lắc ở trong phiên đó và giảm điểm nó thì đến từ những cái mã như là BID, CTG, MB Bank, SAB, HD Bank, Techcombank, à, STB ACB đó đa phần vẫn là đến từ những cái nhóm mã mà thuộc nhóm ngành banh anh chị nhé nhìn về phía nhà đầu tư nước ngoài thì ngày hôm nay lại tiếp tục là một phiên bán dòng thì trước tiên nhà đầu tư nước ngoài họ tập trung bán dòng vào những cái mã như là Vinamilk, Vinhome, DG, SAB, Vietcombank, HPG, KBC và STB đó là những mã mà nhà đầu tư nước ngoài hôm nay họ chú trọng bán ra nhiều hơn Tuy nhiên bên cạnh đó họ lại mua vào những cái mã như là VIX, DGC, SSI, VCI, VRE, PLI, PAN, EVF, VND, GEX và KDH Đó là những mã mà nổi trội lên được nhà đầu tư nước ngoài họ lại chú trọng mua vào à, Về chiều biến động cổ phiếu à, Với những cái mã cổ phiếu mà đạt cái tổng khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường ngày hôm nay Thì đứng đầu đó là VIX với tổng khối lượng giao dịch đó là hơn 63 triệu 100 000 cổ thì VIX sau phiên giao dịch ngày hôm nay tăng được 5,88%. Tiếp theo VIX đó là VND với tổng khối lượng giao dịch đó là hơn 39 triệu 300 000 cổ thì VND tính đến thời điểm hiện tại đó là tăng được 2,17%. Tiếp theo đó là SSI với tổng khối lượng giao dịch hơn 34 triệu cổ thì SSI tăng được 1,62%. Tiếp theo đó là Hòa Phát HPG à, tổng khối lượng giao dịch à, đã đạt được đó là hơn 32 triệu 200.000 cổ thì HPG tính như thời điểm hiện tại à, kết thúc phiên giao dịch thì tăng được 0,65% Tiếp theo đó là DIG với tổng khối lượng giao dịch đó là hơn 28 triệu 900.000 cổ thì DIG tăng được 0,74% Tiếp theo đó là GECK với tổng khối lượng giao dịch hơn 21 triệu 900.000 cổ thì GECK tăng được 1,10% Tiếp theo đó là SHB với tổng khối lượng giao dịch hơn 20 triệu 200.000 cổ thì SHB tăng được 0,85% tiếp theo đó là MB Bank với tổng khối lượng giao dịch đó là 19 triệu 759 nghìn cổ thì mbbank bị giảm là 0,81% đó à, thì tự chung lại quý anh chị có thể nhận thấy rằng à, phiên giao dịch ngày hôm nay tăng được là 5,73 điểm thế nhưng mà à, đã có sự tích cực trở lại của thị trường có đúng không ạ đó và ngày hôm nay à, sự tích cực trở lại đó thể hiện mạnh mẽ nhất đó là à, nhóm chứng khoán đó tiếp theo mời quý anh chị là chúng ta cùng nhìn về à, biến động ở giữa các nhóm ngành nghề sau phiên giao dịch ngày hôm nay trước tiên đó là nhóm hàng tiêu dùng kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì hàng tiêu dùng tăng được 1,11% nhóm vật liệu cơ bản tăng được 0,99% nhóm tài chính tăng được 0,13% nhóm dịch vụ tiêu dùng tăng được 0,19% nhóm viễn thông tăng được 0,83% nhóm công nghiệp tăng được 0,33% nhóm y tế tăng được 1,02%, nhóm các dịch vụ hạ tầng bị giảm 0,14%, nhóm dầu khí tăng được là 1,89%, nhóm công nghệ tăng được 0,21%. Sau đây à, mời quý anh chị à, chúng ta cùng nhìn về thị trường à, sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Trước tiên à, mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung độ thị ngày. Đó thì à, trong thời đoạn à, giai đoạn vừa rồi đó là thị trường đang bước vào một cái giai đoạn rất là tích cực đó sẽ đã có những cái phiên tăng và những phiên điều chỉnh cũng như là rung lắc nó và hôm nay sau một cái phiên điều chỉnh và rung lắc rất là mạnh đó là sau cái phiên ngày hôm qua anh chị nhé với cái biên độ dung lắc của phiên ngày hôm qua ngày mùng 6 tháng 3 thì với cái biên độ rung lắc là 21 điểm thì ngày hôm nay thị trường lại bắt đầu là trở lại cái sự cân bằng của mình bắt đầu lấy lại được phục hồi được những điểm số tích cực đó anh chị nhé và nhìn trong khung đồ thị tuần thì quý anh chị có thể nhận ra rằng đó cái tuần trước là một cái tuần tăng rất là tích cực của Vietnam Index sang tuần này thì cái sự rung lắc đó sẽ là xảy ra là lớn hơn đó và cái điều này được thể hiện rõ ràng ở cái nến tuần đó chân nến có chân nến và có dâu nến rất là dài đó. như vậy là còn một phiên ngày mai nữa nó mới là à, cái phiên đóng đến tuần và à, phiên ngày mai là cái phiên đóng đến tuần thì À, kỳ vọng rằng thị trường sẽ có với cái sự tích cực của mình sẽ cho anh chị em chúng ta đó cho thị trường một cái cây nến tuần đẹp phải không ạ? Và nhìn trong khung đồ thị tháng thì quý chị có thể nhận ra rằng là khi à, cái tháng trước đó là tháng 2 thì Việt Nam Index đã đóng nến thành công ở cái mốc đó là 1250 và vượt qua được cái mốc hành 1250 thì tiếp theo đó những cái như em Xuân Thủy cũng đã là nhận định đó là cái mốc tiếp theo của thị trường sẽ là mốc là 1280. Và trước khi tiến về mốc 1280 thì chắc chắn rằng Việt Nam Index sẽ rung lắc ở cái mốc đó là một, cụ thể là 1170 cho đến 1175 trước khi là à, tiến về cái mốc đó là 1280. Và nhìn trong khung độ thị, thị tuần cũng vậy là cái tuần trước nó là cái tuần rất là mạnh tăng rất là mạnh mẽ vậy thì với cái tuần tăng mạnh mẽ như vậy và đã vượt qua cái mốc là 1250 thì những tuần sau sẽ là cái tuần rung lắc có đúng không ạ và cụ thể là tuần này đó, nó nó rung lắc đến cái biên độ lớn nhất chắc là trong cái phiên ngày hôm qua với cái biên độ là 21 điểm đó thì hôm qua khi rung lắc như vậy thì đã có những cái mã cổ phiếu cho cái điểm mua phù hợp tuy nhiên là những cái mã cổ, có những cái mã cổ phiếu vẫn là chưa chuyển cho điểm mua phù hợp khi mà thị trường rung lắc như vậy đó là những cái mã cổ phiếu, cổ phiếu mạnh anh chị nhé và những mã cổ phiếu mạnh đó là vẫn giữ được cái trend của mình trong khi mà thị trường rung lắc nhưng mà vẫn cho thấy được cái sức mạnh và không bị điều chỉnh nhiều cụ thể như là hpg đó quý chị quý những vị anh chị có thể nhìn nhận ra rằng là gì ạ Hôm qua là một phiên rung lắc của thị trường nhé Tuy nhiên hpg bị điều chỉnh xuống mức thấp nhất chỉ là 30.5 đó và cái điểm mua phù hợp của hpg nó lại ở quanh cái vùng từ 30 cho đến 30.3 đó là cái điểm mua phù hợp tham gia phù hợp đối với mã hpg Tuy nhiên là với thị trường rung lắc và điều chỉnh mạnh à, trong cái biên độ đó là 21 điểm trong phiên đó thì HPG cũng bị chỉ bị điều chỉnh xuống 30.5. Đó, và một cái mã nữa, đó cụ thể như là à, KDH. Đó thì phiên ngày hôm qua là cái phiên rung lắc của thị trường thì tuy nhiên là KDH cũng bị điều chỉnh xuống đâu đó là cái mốc là 35.2. Đó và cái cái điểm mua phù hợp của KDH đó là quanh cái vùng đó là à, 34.5 anh chị nhé. Tuy nhiên rằng là gì ạ? KDH không à, vẫn là trong cái, cái sự tích cực và mạnh mẽ của mình thì à, sự rung lắc của thị trường đó à, cũng à, ít nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên rằng là không bị điều chỉnh sâu. À, vì chính vì vậy mà KDH chưa về cho điểm mua phù hợp. đó Và mời quý anh chị à, chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị nhỏ hơn à, trong thị à, của thị trường trong phiên dịch ngày này. Mời quý anh chị à, chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị H1. Đó. thì là cung đồ thị này thể hiện được tất cả cái khung thời gian nó ở trong uh, phiên giao dịch ngày hôm nay bởi vì mỗi mỗi cây nến đó là thể hiện là một giờ và ngày hôm nay uh, mỗi cây nến uh, là có 5 cây nến anh chị nhé vậy thì mỗi phiên giao dịch là có 5 cây nến thế bây giờ trong uh, phiên giao dịch buổi sáng này anh chị này thì là có sự rung lắc khi mà uh, việt nam index tiến lên được chạm cái vùng tk nó cái đường tk ở trong khung h 1 là lập tức là bị rung uh, lắc và điều chỉnh xuống Cái mốc uh, đã có xuống lúc cái mốc thấp nhất Đó là 1260 đó. Và đến uh, cái thời gian đó là sau từ 10 giờ đổ đi Thì cái sự tích cực của thị trường bắt đầu trở lại Và nam Index tăng lên được cái mốc cao đó là 1268.5 Vào khoảng thời gian là uh, từ 11 giờ trở đi uh, thị trường lại có cái sự rung lắc Và lại điều chỉnh uh, xuống cái mốc thấp nhất đó là 1261 Và đến uh, phiên chiều anh chị nhé Bắt đầu vào phiên chiều thì cái sự tích cực của thị trường bắt đầu cho thấy mạnh mẽ hơn khi mà cái trạng thái khách sạn đó trạng thái Tekan và Kijun bắt đầu chuẩn bị có cái trình hình thái là tách kiếm thì với cái sự tích cực của thị trường tuy nhiên là vào phiên chiều vẫn có bị điều chỉnh và rung lắc xuống cái mốc đó là 1260 sau đó à, mới đã có được một cái lực à, à, dòng tiền đổ vào và nâng đỡ thị trường và đẩy thị trường lên cái mốc cao nhất trong ngày đó là 1269 đó và đến khi là, là bắt đầu từ khoảng 2 giờ sau 2 giờ anh chị nhé đó thì cái trạng thái tây và kizun tách kiếm là hình thành cái khách sạn thì khi đó là bắt đầu là điểm số của vnmdx được kéo lên rất là mạnh mẽ nó được hút về vùng khách sạn và lại trở lại cái điểm cao nhất đó là một và hiện tại đồng nến ở mốc là một 46 Trước khi nói đến uh, xu hướng của Việt Nam Index trong những phiên uh, cụ thể là phiên ngày mai Đó là phiên cuối tuần và những tuần sau, những tuần tới Thì mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị 15 phút Đó, Thì hiện tại trong khung đồ thị 15 phút thì Việt Nam Index đang à, Đóng nến ở bên trên cái uh, hỗ trợ giao găm Đó, trong khung đồ thị 15 phút Cái hỗ trợ giao găm của Việt Nam Index trong khung đồ thị 15 phút đó là Cái mốc 1266.91 và hiện tại với cái mốc là 1268.46 thì Vietnam Index lại được sự hỗ trợ giao găm ở cái mốc 1266 và sự uh, nâng đỡ của mây. nó và trong cái trạng thái đó là tích can với cái run đang hợp bích như vậy thì khả năng trong ngày mai Vietnam Index sẽ hình thành cái trạng thái đó là uh, khách sạn và hút giá về ở quanh cái vùng đó là 1265. Thì tuy nhiên là, là gì ạ? khi mà được sự hỗ trợ của rau găm ở cái mốc 1266.91 đó thì cái việc à, cái khách sạn khung đồ thị 15 phút nó xuất hiện thì à, có dù có bị điều chỉnh giá về thì tuy nhiên là vẫn được cái sự hỗ trợ đó, của à, rau găm à, khung đồ thị 15 phút ở à, đó là cái mốc là 1266.91 anh nhá thì cái vùng thấp của khách sạn đó là 1265 sẽ bị à, à, dừng lại sẽ bị được cái đường đường à, hỗ trợ giao găng là ở cái mốc 1266.91 đó xuống đó đã được được cái đường hỗ trợ đó khả năng là chạm vào mùng cái mốc đó, 126691, là 91 là vn index sẽ bật tăng như vậy có thể à, nhận ra rằng là trong buổi sáng ngày mai là sẽ buổi sáng là có một điểm số an toàn đối với việt nam index anh chị nhé còn à, xét trong khung đồ thị h1 thì à, với cái sự tích cực vào lúc à, vào cuối phiên cụ thể là vào phiên chiều thì việt index À, trong cái buổi sáng ngày mai đó là một phiên cuối tuần anh chị nhé thì với cái điểm số hiện tại thì à, Việt Nam Index vẫn đang trong cái chiều hướng là tích cực đó. và như vậy là à, vẫn chưa có một cái tín hiệu gì là à, cho thấy là Việt Nam Index là có thể bị điều chỉnh hay giảm điểm vào phiên ngày mai cả. đó và cụ thể trong phiên ngày mai mời quý anh chị chuẩn bị à, chúng ta cùng xem trong khu thị nhỏ hơn một chút nhé đó là khung đô thị 5 phút. thì trong khung đô thị 5 phút thì bắt đầu trạng thái À, khách sạn nó xuất hiện này. đó Và có chiều hướng là là điều chỉnh về quanh cái một là 1267. Thấp hơn chút nữa là 1266.91. Thì tuy nhiên đó là cái 1266.91 thì nó lại là chính là cái cái đường hỗ trợ giao găm của Việt nam Index trong khung định 5 phút. Vậy thì trong sáng ngày mai đó, rung lắc điều chỉnh mạnh lắm thì cũng chỉ làm khoảng là một điểm anh nhỉ nhá. Như vậy là à à vào phiên ngày mai trong đầu giờ hoặc cụ thể là phiên buổi sáng thì à, những cái à, tín hiệu tích cực họ vẫn là được là là cho thấy là nổi trội hơn anh chị nhé và trên đây là video nhận định thị trường phân tích về những mã cổ phiếu tiềm năng và phân tích về thị trường của em Xuân Thủy và quý anh chị nào chúng ta quan tâm đến những mã cổ phiếu đến về những cái vấn đề về thị trường thì mời quý anh chị hãy tham gia zoom Zalo lô zoom cộng đồng và thảo luận của em Xuân Thủy nhé bằng cách là quý anh chị click vào đường link À, dưới phần bình luận hoặc quý à, anh chị à, lấy à, điện thoại mở app Zalo lên và quét cái mã QR trên màn hình và từ đó là quý anh chị có thể là về với à, cái zoom thảo luận của em Xuân Thủy và trong zoom thảo luận của em Xuân Thủy cũng như là em Xuân Thủy cũng đã chia sẻ rồi trong zoom thảo luận của em là có rất là nhiều quý anh chị à, với cái kinh nghiệm là à, kinh doanh trên thị trường chứng khoán lâu năm à, cộng với cái kiến thức của các anh chị trong zoom của em thì à, tạo nên một, một cái môi trường rất là 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 nhiều kiến thức cũng như là nhiều kinh nghiệm về cái thị trường chứng khoán. Là quý anh chị khi đã trở về với dung thảo luận của em, đó là cái một cái môi trường một cái uh, Zoom là uh, thảo luận với rất nhiều những quý anh chị giàu kinh nghiệm và đó là nơi mà để quý anh chị chúng ta cùng uh, giao lưu, cùng chia sẻ kinh nghiệm về chứng khoán, uh, cùng uh, học hỏi và cùng đưa ra những nhận định về thị trường. Đó và từ đó thì quý anh chị sẽ À, có những cái góc nhìn về thị trường nó rõ ràng hơn cũng như là có những cái tin tức cập nhật là luôn luôn là mới mẻ anh chị ha Và quý anh chị nào mà cảm thấy cách phân tích, cách nhận định của em Xuân Thủy là phù hợp và yêu yêu mến em Xuân Thủy Thì quý anh chị có thể là hỗ trợ em mở mới một tài khoản à, VPS anh chị nhé Thì em cũng sẽ là à, hỗ trợ quý anh chị à, mở mới bằng cách là quý anh chị à, liên hệ qua số điện thoại Hoặc là nhắn tin cho em à, theo số điện thoại Zalo hoặc là trong uh, Zoom cộng đồng, uh, Zoom thảo luận đó anh chị nhé thì em xuân thủy cũng sẽ là được hỗ trợ quý anh chị mình mở mới rất nhanh thôi à, trong vòng 5-10 phút là quý anh chị mình cũng đã có một cái tài khoản mở mới VPS rồi và từ đó quý anh chị có thể là tham gia là à, giao dịch đầu tư với thị trường chứng khoán và có thể là về với zoom à, à, tín hiệu vip của em xuân thủy để nhận những tín hiệu là à, trong phiên anh chị nhé và hoặc là quý anh chị nào mà chúng ta đã có tài khoản VPS rồi và đang giao dịch ở bên khác thì quý anh chị cũng có thể là cân nhắc chuyển ID về à, với em Xuân Thủy nhé. Và từ đó thì quý anh chị mình cũng là, là về với Zoom VIP của em Xuân Thủy. Và à, em Xuân Thủy cũng à, à, có liên tục à, live trực tiếp ở trong phiên. Cụ thể vào khung giờ là 11h25. Đó là cái khoảng thời gian à, nghỉ giữa phiên giao dịch buổi sáng và giao dịch buổi chiều. Thì mời quý anh chị chúng ta cùng quan tâm và theo dõi là em Xuân thủy cũng sẽ là được hỗ trợ quý anh chị nhà mình cũng như là trả lời những câu hỏi xoay quanh những mã cổ phiếu và vấn đề về thị trường và vào cái khung giờ là 11 giờ 25 phút trưa anh chị nhá à, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi rất mong quý anh chị là đón xem cũng như là tham gia buổi livestream của em xuân thủy từ thứ hai thứ sáu hàng tuần anh chị nhá cảm ơn quý anh chị quan tâm và đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại